Kính mời Thánh cùng với tôi chúng ta đọc câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đọc. Tôi đã bị đóng đinh và tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phối chính mình Ngài vì tôi. Galatia đoạn 2. Xin để biết với tôi trong sự cầu. Chúa ơi, trong thời gian này xin Chúa thương xót. Thánh Linh Chúa ở cùng trên con, cũng như toàn thể quý ông bà chị em chúng con trong phòng nhóm này và những người tham dự với chúng con trên trực tuyến. Xin mở lòng, mở trí và cho chúng con nhận lãnh lời dạy từ nơi chính Chúa Thánh Linh. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa cùng trong mọi miệng suy nghĩ tư tưởng hành động của con mà đẹp lòng Ngài. Thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Kính mời Thánh đọc hai câu. Tôi có sáng nay có câu hỏi, có một câu hỏi cho hội thánh. Ở đây có ai biết là trong Kinh Thánh cho chúng ta biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu hiện ra sau Chúa phục sinh? Tôi nhớ với giáo hạt vào đầu tuần mà tôi học được cái đề này. Từ đây tôi hay, nhiều khi mình không để ý, nhưng mà bao nhiêu lần? Bao nhiêu? Đúng, đúng, hơn 10 lần. Vậy giờ quý vị kể với tôi nè ha. Và kể thử em giờ nói hơn 10 lần là lần nào. Ở đây có nhiều người như thầy Ngôn là ở từ nhỏ lớn lên trong nhà Chúa, thầy Ngôn biết ha. Vậy một sư bước là về đó. Nhờ ông Chính luôn ha. Người đầu tiên là ai? Marie Madeleine, đúng không? Marie Madeleine. Chép trong văn ha. Rồi người thứ hai là ai nữa? Thứ hai là ai? Marie khác à, cái người đàn bà khác, đúng không? Quý vị nha. Rồi thứ ba là ai nữa? Hai người môn đồ gặp Chúa trên đường Emmao, ok. Rồi thứ tư, thứ tư có thể là Phi-e-rơ, tại vì trong Luca, đúng không? Luca đoạn 24 có 34, Chúa hiện ra cho Phi-e-rơ. Rồi thứ năm, Chúa hiện ra cho ai nữa? Cho các sứ đồ, các cái môn đồ trước, đúng không? Rồi Roma, Thoma là mới gặp Chúa sau, đúng không? Rồi Thoma, có không à? Rồi thứ sáu. Rồi Chúa hiện ra cho ai nữa? Bảy môn đồ nữa, ở đâu? Quý vị nhớ đâu không? Đình Galilea, đúng rồi. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết trong đoạn 15, Corinthians nhất đoạn 15, Chúa hiện ra cho bao nhiêu người? 500 người, đúng không? Rồi trong Corinthians nhất đoạn 15 cũng nói cho Chúa hiện ra cho Gia Cơ, đúng không? James, Gia Cơ. Rồi sau đó thì trước khi Chúa về trời thì Chúa hiện ra nữa, đúng không? Là ít nhất là 10 lần. Rồi Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là ngoài ra có Chúa hiện ra cho ai nữa? Follow. Khi đó là Chúa về trời rồi, nhưng mà Chúa vẫn hiện ra cho Follow. Rồi. Cảm ơn Chúa, thấy Hội Thánh cũng giỏi Kinh Thánh á. Đó. Nhiều khi tôi cũng phải nghiên cứu rồi mới biết. Cảm ơn Chúa. Cho nên tuần rồi chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh là một cái đại lễ, đúng không? Đại lễ cho chúng ta, cho những người tin vào Chúa Giêsu, lễ kỷ niệm Chúa phục sinh bắt nguồn từ Do Thái. Tại sao? Vì có truyền thống giữ lễ gì? Lễ vượt qua. Lễ vượt qua ý nghĩa đó là sao quý vị nhớ không? Là kỷ niệm ngày của tai họa thứ 10 là thiên sứ đi ngang qua bất kỳ nhà nào trong Ai Cập ha, rồi sẽ giết nếu mà không có máu của chiên con được giết và treo để đâu? Trên cửa thì thiên sứ sẽ vào nhà đó và giết liền. Có trái đầu lòng, có giết con chó đầu lòng không? Có nha. Mọi gia súc trong nhà đó con đầu lòng là chết nha. Rồi. Và đây là một phép lạ cuối cùng bắt buộc vua Pharaoh cho dân Do Thái rời Ai Cập. Và trong ngày lễ vượt qua này, người ta thường giết một chiên con.
giết chiên con, đau lòng để nhớ lời lệnh Chúa truyền giết chiên con, lấy máu bôi lên cửa thì sẽ được thiên sứ bỏ qua, không tàn sát nhà nào đã vâng lời Chúa. Và chiên con không bị giết trong ngày lễ vượt qua là một hình bóng về Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá. Để làm gì quý vị? Tại sao lại giết chiên con? Quý vị nhớ không? Mỗi năm lễ vượt qua thì mỗi gia đình của người Do Thái đem chiên con lên, rồi gì nữa? Đặt tay trên đầu chiên đó, rồi xưng hết gì? Tội lỗi của mình. Rồi người thầy tế lễ sẽ giết chiên con, để vì chiên con đó gánh tội. Và Chúa Giêsu là chiên con, là cũng là Đức Chúa Trời, cho nên gánh tội cho toàn thể nhân loại. Và Chúa chỉ chết nhiều lần hay là một lần? Một lần gì nhé? Vì Chúa là Đức Chúa Trời. Nếu Chúa không phải là Đức Chúa Trời là chuyện khác, nhưng mà Chúa là Đức Chúa Trời, cho nên chỉ cần một lần hy sinh của Chúa thì đủ cả. Nhưng mà mỗi năm tại sao chúng ta nhắc về lễ thương khó hội thánh? Kỷ niệm nha, kỷ niệm Chúa Giêsu là sinh tế thay tội cho chính tôi và hội thánh từ trước vô cùng cho đến đời đời, tất cả chúng ta. Và kỷ niệm này là điều mà nhắc nhở tôi và hội thánh. Nhưng mà chúng ta không phải dừng ở đó, và chúng ta có lễ phục sinh. Lễ phục sinh là cái ngày Sa-bát hay là ngày sau Sa-bát? Hả? Ai đọc kinh thánh? Sau Sa-bát. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1 nói gì? Sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene đến hát thăm mộ Chúa và đã gặp ai? Chúa, cảm ơn Chúa. Và lễ phục sinh thường là lễ nào mục sư Phước đã dạy tuần rồi, nhưng mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa là không có ngày cố định, đúng không? Nhưng mà là sao? Ngày chủ nhật hay là ngày thường? Phải là ngày chủ nhật. Rồi ra nữa, ngày chủ nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn hoặc là ngày xuân phân. Ok. Thường là diễn ra cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4 hoặc là có khi giữa tháng 4. Năm tới thì là tháng 3, nhưng mà năm 25 tháng 6 thì là gần 20 tháng 4 mới là ngày lễ phục sinh. Và quý vị có để ý lễ phục sinh, đôi khi chúng ta giữ lễ phục sinh mà chúng ta đang nghĩ về sự chết của Chúa, nhưng mà đôi khi có một điều rất là quan trọng, ngày lễ phục sinh thường diễn ra trong ngày mùa gì? Mùa xuân. Bông hoa nở rất là đẹp, một sức sống mới Chúa dành cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, trong chương Tin Lành Giăng chương 24 năm 1931 cho chúng ta có 3 điều căn bản về quyền năng của Chúa phục sinh. Nếu chúng ta tin Chúa phục sinh thì có 3 điều này, và làm cho tôi hội thánh rất là vui mừng, rất là cảm ơn Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Thứ nhất là gì? Quyền năng Chúa phục sinh biến đổi những từ những kẻ sợ hãi trở nên giản dị. Quyền năng Chúa phục sinh biến đổi người vô tín trở nên người trung tín. Và quyền năng của Chúa phục sinh mang sự sống cho những kẻ chết. Đó là chúng ta. Mỗi người chúng ta phải đối diện với sự chết. Chính Chúa cũng thật sự chết, nhưng mà Chúa sống lại là trái đầu mùa của sự phục sinh. Cho nên khi nghe tin tức và sống lại lan truyền cho các môn đồ của Ngài, dầu họ lúc đầu sợ hãi nhưng mà trở nên dạng dị, họ mạnh mẽ như Thomas thì nghi ngờ, đòi xem chứng cớ. Nhưng bất kỳ nơi đâu người ta thấy được kinh nghiệm, được đối diện với Chúa phục sinh, như Phaolô cũng như nhiều tôi tớ con cái Chúa từ ngày xưa cho tới ngày hôm nay, thì đời sống được biến đổi. Nhưng mà câu hỏi đặt ra tôi và hội thánh chúng ta, bản thân tôi và hội thánh đã gặp Chúa phục sinh chưa? Ngài đã thay đổi đời sống chúng ta chưa? Trong phân đoạn kinh thánh này, từ câu 19 đến câu 23 nói gì? Chúa đã biến đổi các môn đệ từ chỗ sợ hãi trở nên dạng dĩ. Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa các môn đồ đều ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói bình an cho các con. Ngài nói xong, Ngài cho họ xem tay và sừng mình, và khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng.
Ngài lại nói với họ: bình an cho các con, như cha đã sai ta thế nào ta cũng sai các con thế ấy. Nói xong Ngài hà hơi trên họ và nói: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh và những điều khác. Ở đây thì chúng ta thấy điều đầu tiên, các môn đồ họ có vui mừng, họ có giảng dĩ hay không? Không có. Kinh Thánh nói gì đi một rất rõ ràng: mọi cửa đều đóng vì họ sợ người Do Thái. Tại sao họ sợ người Do Thái quý vị? Tại họ, người Do Thái giết Chúa mà, đúng không? Nhưng mà họ làm môn đồ của Chúa thì rất là dễ lắm thì họ sẽ bị bắt. Đó là lý do sợ hãi. Và họ đóng, tại sao họ phải đóng cửa? Thì ta đóng cửa chứ mở cửa ta biết người tới sao mà. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho chúng ta nói điều gì? Chúng ta điều gì? Ngài đến với chúng ta khi chúng ta quá đổi sợ hãi. Ngài đến với các môn đồ khi họ quá đổi sợ hãi. Chúa Giêsu đến đứng giữa và nói: bình an cho các con. Chúng ta không biết những con người sợ hãi này nhớ ở đâu, ở đâu, Kinh Thánh không nói rõ. Nhưng mà chúng ta biết tất cả cửa phòng trong cái phòng đó thì nhưng mà Chúa đến trong cửa phòng đóng chặt đó để yên ủi. Có nhiều điều chúng ta học được cái phần Kinh Thánh này. Với thân thể Chúa phục sinh, Chúa có thể bước vào phòng mà không cần mở cửa, không cần mở cửa. Đây một thân thể phục thực thủ vì Ngài, yêu cầu họ đừng sợ Ngài. Và trong Luca thậm chí còn nói rằng Chúa có thể ăn với các môn đồ. Thân thể phục sinh của Chúa giờ khác Chúa không bị giới hạn về cái luật tự nhiên nữa, quý vị. Cảm ơn Chúa ha. Và nhưng mà các môn đồ thì sao? Họ rất sợ. Đời sống chúng ta có như vậy. Đôi khi chúng ta đối diện với những thử thách của cuộc sống này, chúng ta thường làm gì? Lúc mà con người chán nản nhất, mệt mỏi nhất, buồn nhất, thất vọng nhất thì chúng ta làm gì? Đi vô phòng. Rồi gì nữa? Đóng cửa lại hết, không muốn nói chuyện với ai hết. Thì chúng ta nhớ, hãy nhớ Chúa đưa hiện diện vui với quý vị trong giây phút đó. Nhưng mà không những Chúa hiện diện đến đứng giữa họ mà thôi, nhưng mà Chúa đến đứng giữa và cho họ một sứ điệp bình an. Quý vị có lẽ nhớ cái câu bài giảng của tôi trong cách 2 tuần trước: khi Chúa là vua bình an, hay là khi các thiên sứ đến thế gian này, bài hát của thiên sứ hát gì quý vị nhớ không? Bình an cho đến thân chặt cho loài người. Dạ, hòa bình dưới đất, hỷ hân cho người, vì hôm nay Giêsu đến. Quý vị nhớ bài hát đó hả? Khi các thiên sứ báo tin cho các mục đồng ngoài ngoài đồng thì nó là Chúa Giêsu đến là đến ban bình an. Và khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì Chúa cũng đến trong vai trò một vị vua đem đến sự bình an. Thay vì đi ngựa thì đi bằng lừa, và Kinh Thánh nói vua mà cởi lừa thì là vua đem đến sự bình an. Nhưng mà không phải là một cái hình ảnh mà thôi, mà đao Chúa đến lúc các môn đồ đương sợ hãi, đương mệt mỏi, đương nói là Chúa ơi, thật sự Chúa chết rồi, hay là Chúa thật sự sống lại. Và Chúa đã hiện diện với họ giữa giây phút đó, và Chúa đến với sứ điệp bình an. Bình an cho các con. Cái chữ bình an hay là Shalom này, quý vị nghe cái chữ Shalom hay là cái sáng hôm nay thường tôi mời các tôi con hội thánh của Chúa chúng ta chúc bình an cho nhau. Theo cái đó là cái phong tục người Do Thái, khi họ gặp nhau thì họ chào hỏi bình an. Bình an cho các con, bình an cho các ngươi. Chúa có quyền quở trách sự vô tín của họ. Chúa nói ta đã nói các ngươi rồi, ta đã cho các ngươi biết rồi, mà sao nhã lòng, làm sao buồn giận. Nhưng Chúa hoàn toàn không làm như vậy. Chữ bình an hay chữ Shalom, Shalom trong tiếng Hebrew có nghĩa là bình an, là một từ toàn diện nhất, bao hàm toàn bộ lĩnh vực của các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện một trạng thái lý tưởng của cuộc sống. Có nghĩa là sao? Shalom gợi ý cái chữ sự sung túc, sự giàu có, hài hòa, không bị ảnh hưởng
bởi cái vận rủi vận may. Nhưng mà lời chúc bình an cũng là lời cầu xin tốt đẹp nhất mà Chúa có thể ban để giúp một người có thể sống một cuộc sống mình trong hạnh phúc và cái chết tự nhiên. Hay là họ nói rằng khi mình chúc bình an một người nào đó, mình chúc cho cái người đó tốt nhất tới mức là khi mà qua đời thì cũng chết nhẹ nhàng nhất. Bình an cho các con. Lúc mình sợ hãi nhất là Chúa đến cho chúng ta, và Chúa muốn chúng ta có sự bình an của Chúa. Như Kinh Thánh nói gì? Ta ban cho các ngươi sự bình an, không phải như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và sợ hãi. Chúa dạy cho họ rồi mà. Và chữ không những vậy, cái chữ Shalom ở đây không còn có ý nghĩa bình thường nhẹ nhàng nữa, nhưng một bình ý nghĩa mới, vì Shalom hay là bình an này đến từ Đức Chúa Trời. Có thể giữa một cái chúng ta đặt mình vào các môn đồ ở đây, thầy mình không còn nữa, bây giờ không biết tương lai mình sẽ như thế nào, ồ theo Chúa nữa hay là tiếp tục trở lại cuộc sống là người đánh cá hay là một người rất là bình thường. Nhưng mà cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thấy được sứ mệnh và chức vụ. Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa Giêsu đã đến để giới thiệu luật pháp của Đức Chúa Trời và thiết lập cái sự bình an cho toàn nhân loại. Và chính tôi và Hội Thánh chúng ta là những sứ giả mang sứ điệp bình an của Chúa cho những người xung quanh. Quý vị ơi, nếu được quý vị làm đời sống tin nhận Chúa một cách thật sự, thì khi quý vị xuất hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị đem bình an cho những người xung quanh đó. Có những người làm việc chung với chúng ta thì họ nói là ồ, khi anh đến thì tôi thấy vui quá, khi cô đến thì thấy bình an, thấy nhẹ nhàng quá, không có lo sợ vì biết rằng có Chúa của anh chị ở đây với tôi. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta như để chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ đến với các môn đệ mà thôi, Ngài còn an ủi, còn khích lệ, và Ngài cho họ thấy vết đinh của Ngài đeo bàn tay, vết giáo nơi hông, và Ngài tạo cơ hội để họ nhận thấy Ngài thật sự là Chúa của họ chứ không phải là bóng ma. Những vết thương trên thân thể của Chúa chứng minh rằng giá chuộc tội đã được trả xong và con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng các môn đệ rất là vui mừng, nhưng khi nhận biết rằng dẫu họ có khiếm khuyết nhiều thất bại, nhưng Chúa vẫn giao phó công việc của Ngài trên đất là rao truyền sứ điệp của Chúa, rao truyền sự bình an của Chúa. Dù họ khước từ Chúa, họ bỏ Chúa, họ chối Chúa, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ và giao trách nhiệm cho họ. Đúng không quý vị? Có phải chúng ta xứng đáng hay không? Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương, vẫn giao nhiệm vụ. Tất cả chúng ta ở đây đều là sứ giả của Chúa, đem sự bình an của Chúa cho mọi người. Và chúng ta thấy nhiều lần các môn đệ Chúa đã khước từ, như Phi-e-rơ đã chối Chúa mấy lần quý vị? 3 lần. Nhưng mà chỉ vài ngày sau thì ông được Chúa, ông nhận thấy, ông gặp Chúa, ông nhận thấy sự bình an rồi, thì Chúa sử dụng ông để giảng một bài giảng. Có bao nhiêu người tin Chúa? 3.000 người. Không sợ hãi nữa, không sợ hãi đối diện với sự chết nữa, sự bắt bớ của người Do Thái nữa. Và không những như vậy, Chúa đến với họ, Chúa ban cái sự bình an của Chúa cho họ, mà Chúa còn làm gì nữa? Chúa không khích lệ mà Chúa còn giúp đỡ họ qua Đức Thánh Linh. Câu 22 nhé, chúng ta nhớ khi trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Đức Chúa Trời hạ sinh khí vào Adam, ban sự sống. Và chúng ta thấy các môn đồ ở đây họ giống như là những xác chết, phải không? Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta trở như một cái xác chết, không nói được, không đi được, không chạy được, không làm gì được hết. Và Chúa ở đây cũng đem hà sinh khí là Đức Thánh Linh, hơi thở của Chúa trong xác tạo đầu tiên cho chúng ta có sự sống, thì hơi thở của Chúa Giêsu Christ mang cho chúng ta sự sống thuộc linh.
Khi quý vị quỳ gối ở đây hay là quỳ gối cái nơi nào mà quý vị đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, thì nơi đó chúng ta được tiếp nhận Thánh Linh ở trong lòng chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có tràn đầy Đức Thánh Linh. Chúng ta phải chờ đến lúc nào quý vị? Tới khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì chúng ta được tràn đầy. Nhưng ở đây Chúa đã hà hơi là Thánh Linh trên các môn đồ. Cũng không nghĩa là tất cả đều có, phải không? Ở đây còn trong phòng này còn thiếu ai quý vị? Thiếu Thomas. Thomas chưa có mặt. Và đó là điều chúng ta học ở đây. Chúng ta không có thấy nỗi sợ hãi của các môn đồ tan biến. Họ biết chắc rằng Chúa là đấng sống đang chăm sóc bảo vệ họ. Họ có sự hòa thuận hòa giải với Đức Chúa Trời rồi. Và họ có sự bình an với Chúa rồi. Và họ được giao nhiệm vụ rồi. Có sự bảo vệ của Đức Thánh Linh rồi. Quý vị nghĩ họ là ngon lành chưa? Ngon lành chưa? Chưa. Tại sao vậy? Chúng ta qua phần thứ hai. Quyền năng của Chúa phục sinh biến đổi người vô tính trở nên người trung tín cho Chúa trong câu 24. Chúng ta coi thử câu 24 nói gì. Lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thô-ma gọi Đi-đêm trong 112 sứ đồ không có ở đó với Chúa với họ. Các môn đồ khác nói với ông: chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng Thô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, tôi không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, không đặt bàn tay vào sườn thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đồ lại họp trong nhà, Thô-ma cũng có ở đó, dù các cửa đều mở ra hết. Đóng kín. Gặp Chúa rồi, có sự bình an của Chúa rồi, có Thánh Linh của Chúa rồi, nhưng mà cửa vẫn đóng kín. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta vẫn là con người của Chúa. Chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ của Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái sự làm việc của Chúa đó cũng từ từ, chứ không phải là đùng một cái là người này mạnh mẽ, mạnh dạn đi ra dạng dĩ nói về Chúa đó về người. Nhưng mà họ vẫn làm chứ không phải không làm. Các môn đồ vẫn làm. Họ làm gì? Họ nói với, họ giảng một bài giảng cho ông Thomas, nói tại sao không ông hãy phải gì đó, phải là xưng tội của mình đi, ông phải ăn năn đi, phải trở lại với Chúa giống như tôi. Hay là họ nói gì? Họ nói một cái rất đơn giản, một bài làm chứng rất là ngắn. Bài làm chứng có mấy chữ quý vị? Mấy chữ? 5 chữ. 5 chữ tiếng Việt hay 5 chữ? Nói gì? Chúng tôi đã làm gì? Đã thấy Chúa. Đôi khi chúng ta làm chứng cho nhiều người mà chúng ta nghĩ rằng tôi đời sống mình phải nói một cái gì nó mạnh mẽ, phải thần thập cao siêu, phải một cái gì đó rồi người ta mới nghe. Nhưng mà thật sự bài làm chứng cuộc đời của chúng ta cho những người chưa thấy Chúa, chưa gặp Chúa chỉ có 5 chữ thôi: tôi đã thấy Chúa. Chúng tôi đã thấy Chúa. Và cái người này làm chứng không phải là người xa lạ gì hết. Đây là một anh em mà chúng ta là người vô tính hay là người mạnh mẽ lắm đó. Thomas được nhắc nhở là người sẵn sàng mạnh mẽ chết cho Chúa ha. Nhưng mà ông này dường như cũng là một người nghi ngờ. Khi ông dường như ông trong thời gian ông thấy Chúa chết, ông đau đớn lắm. Cái niềm tin dường như sụp đổ lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ông vẫn có những người bạn yêu mến ông và đến với nơi ông với ông. Với ông là gì? Chúng tôi đã thấy Chúa. Quý ông bà chị em ơi, tôi một điều mà tôi cũng sáng nay nhắc cho chính tôi và quý ông bà chị em: chúng ta cần đến với anh em, bạn bè, những người thân của mình là những người đã thất vọng, đã mệt mỏi, đã chán nản, đã bỏ đức tin rồi. Thì chúng ta cần phải đến yên ủi khích lệ họ sau khi chúng ta đã thấy Chúa, đã gặp Chúa, đã được Chúa yên ủi khích lệ. Hay là chúng ta đứng ra chúng ta chỉ người đó là anh làm như vậy không tốt, tôi đã gặp Chúa rồi, anh là đáng vào
đang ở đâu? Ở trong hồ lửa đời đời. Chúng ta xét đoán anh em mình, hay là chúng ta nâng đỡ anh em mình? Cảm ơn Chúa các môn đồ sáng nay cho tôi và quý vị một bài học. Họ không có la, không có trách mắng Thô Ma, nhưng mà họ nhắc nhở, họ bày tỏ đức tin cho Thô Ma. Chúng tôi đã thấy Chúa giờ Thô, nhưng mà Thô Ma nghe liền hay không? Ông Thô Ma nói gì? Tụng tình. Một cái sự vô tín phải không quý vị? Không phải có sự nghi ngờ mà thôi. Nhưng mà ông kẻ nghi ngờ thì nói tôi không thể tin được, có quá nhiều vấn đề ở đây. Nhưng mà kẻ vô tín nói gì? Tôi không tin trừ khi anh cho tôi thấy bằng chứng tôi muốn. Anh nói một cách khác trong tiếng Hy Lạp là tôi tuyệt đối không tin lời anh nói. Một cái người, chúng ta nói đặt trong vai trò của Thô Ma và các môn đồ ở đây, thì chúng ta thấy các môn đồ nói thấy Chúa sống lại rồi. Ông Thô Ma nói gì? Chừng nào cho tôi tay của tôi được làm gì? Đụng được Chúa. Cái thời bây giờ sống lại là mừng rồi, thấy Chúa sống lại là mừng rồi, còn đòi đụng nữa. Chúa sống lại làm sao cái thân thể trong cái niềm tin là bây giờ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã đến với các môn đồ, với Thô Ma và nói gì? Bình an cho các con. Ở đây Chúa cũng không có nói bình an cho ngươi Thô Ma ơi. Chúa biết ngay cả các môn đồ của Chúa đó cũng cần sự bình an. Đó là lý do tôi và hội thánh chúng ta nhiều điều chúng ta học được trong bài học ở này lắm. Nhưng mà thiết nghĩ có một vài điều tôi cùng hội thánh chúng ta suy nghĩ rằng, khi biết anh em mình thất bại chán nản như Thô Ma, nghi ngờ, thì có nhiều người đến kéo ông đến trong sự nhớ mộng, đến trong sự thờ phượng, đến trong sự động viên khích lệ của nhiều người. Quý vị ơi, hãy nhìn xung quanh chúng ta, giữa vòng chúng ta. Nếu chúng ta đương buồn, đương nghi ngờ, đương mệt mỏi, đương chán nản, đương cần sự nâng đỡ đức tin, thì hãy đến trong sự thờ phượng Chúa. Đừng ở nhà. Ở nhà một mình thì dễ lắm chúng ta bị ma quỷ tấn công, đúng không quý vị? Nhưng mà khi đến như các môn đồ ở trong phòng kín đã đang đóng cửa hết, có Thô Ma ở giữa nữa, thì chuyện gì xảy ra? Chúa hiện ra. Chúa hiện ra cho ông, cho các môn đồ, các người bạn, các anh em của Chúa. Và lòng vô tín của Thô Ma không thể tước đi khỏi môn đệ sự bình an vui mừng của họ trong Chúa. Vì lời Chúa kêu gọi rằng đừng tiếp tục nghi ngờ nữa, nhưng hãy tin. Cho chúng ta thấy Chúa đã nhìn thấy nên lòng Thô Ma những tư tưởng tai hại, nên Ngài khuyên ông hãy chấm dứt những suy nghĩ đấy. Hebrew đoạn 3 câu 1 tới câu 19 cho chúng ta thấy rằng những vấn là Đức Chúa Trời khuyên chúng ta đừng có lòng dữ và chẳng tin, nhưng mà làm gì? Hãy tin nơi Chúa. Và Giăng đoạn 20 câu 29 cho chúng ta thấy lời chứng của Thô Ma không xuất phát từ hành động rờ Chúa, nhưng từ việc thấy Chúa. Kinh Thánh nói gì? Lại Chúa của con và Đức Chúa Trời con. Thô Ma nói rằng lại Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Đây là một cái lời chứng cũng xuất phát từ cho với Giăng Baptist, của Nathanael, của Chúa Giêsu, của Phi-e-rơ, của người mù được chữa lành, của Ma-thê, và dĩ nhiên là của Giăng nữa, phải không quý vị? Chúng ta được khích lệ khi thấy rằng Chúa sẵn sàng quan tâm lo lắng cho Thô Ma hay nghi ngờ. Ngài muốn nâng đỡ đức tin Thô Ma, đưa ông đến nguồn phước hạnh dành sẵn cho những người tin theo Ngài. Và khi kẻ hoài nghi nói tôi không tin trừ khi, thì kẻ ấy thừa nhận rằng mình không tin, và người ấy chỉ tin nơi tính logic của khoa học thôi, phải không? Và nếu người ấy có thể tin nơi lý luận khoa học của mình, thì vậy tại sao không tin nơi những điều của Đức Chúa Trời đã tỏ? Và đây là điều nhiều người chúng ta, khi chúng ta đi làm chứng, chúng ta nói về Chúa, ngay cả trong gia đình của mình, những người đó không thờ phượng Chúa, chúng ta làm chứng, chúng ta nói tôi thấy Chúa rồi, tôi kinh nghiệm Chúa rồi, nhưng mà người đó vẫn làm gì? Người đó vẫn nói không tin. Nhưng mà
Tôi tin chắc rằng Chúa vẫn hiện diện, Chúa vẫn ở giữa. Và xin Chúa giúp đỡ tôi và Hội Thánh chúng ta được nhắc nhở phải sống bằng đức tin. Sự khác biệt giữa cơ đốc nhân và những người không phải là cơ đốc nhân đó là niềm tin, có đức tin của mình. Không phải là trí óc, không phải là học kinh thánh, không phải là đọc kinh thánh mà thôi. Nhưng mà phải tin và phải sống trong niềm tin của mình. Xin Chúa thương xót nhắc nhở chúng ta ở nhiều điều trong khúc kinh thánh này đối với Thô-ma, một kẻ vô tín. Nhưng mà ông cuối cùng khi Chúa hiện diện, tôi thiết nghĩ là trong khúc kinh thánh này cho chúng ta thấy là chưa chắc dầu ông nói là tôi phải đụng vào vết thương của Chúa, dầu có những cái bức hình đó là ông móc cái hông của Chúa nữa, nhưng mà thiết nghĩ có lẽ ông chỉ cần thấy Chúa, được kinh nghiệm được Chúa thì ông đã tin nhận Chúa rồi. Ông đã tôn vinh Chúa rằng Chúa là Đức Chúa Trời của tôi, lại Chúa của con, Đức Chúa Trời của con. Chúng ta cũng không cầu nguyện rằng cảm ơn Chúa, đây là Đức Chúa Trời của cha tôi, của vợ tôi, của con tôi, của dòng dõi tôi, nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời của tôi. Lời Thô-ma nói nhắc nhở tôi và Hội Thánh là đây là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con. Điều thứ ba, cuối cùng, quyền năng Chúa phục sinh mang sự sống cho những kẻ chết. Đức Chúa Giêsu nói có phải vì thấy ta nên con tin chăng? Chúng ta thấy chữ gì? Chữ thấy, à, chữ thấy. Thấy ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin. Cảm ơn Chúa, sáng hôm nay Hội Thánh chúng ta hợp ở đây. Cảm ơn Chúa, trong 2000 năm vừa qua không phải tất cả chúng ta đều thấy Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng mà chúng ta có đức tin nên lời của Chúa. Chúa nói gì? Phước cho những người không thấy mà tin. Chúng ta được phước đó quý vị. Chúng ta nhóm họp nhau ở đây, chúng ta gặp nhau, chúng ta nâng đỡ nhau trong đức tin, chúng ta cùng với nhau biết rằng Chúa làm nhiều phép lạ khác trước các mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách này, nhưng các việc này được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Nhiều điều chúng ta có thể học được từ trong ba câu kinh thánh này, nhưng mà để ngắn gọn tôi có thể nói với quý vị là đây là mục đích của tin lành. Mục đích của tin lành để gì? Tin lành là cái sự bình an cho nhân loại. Mà tại sao nhân loại cần có sự bình an quý vị? Tại vì tất cả chúng ta từ Adam cho tới tôi với quý ông bà chị em ngày hôm nay, chúng ta phải đối diện với sự chết. Nếu không có Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, mang gánh nặng, gánh lấy cái tội lỗi của tôi và quý ông bà chị em, thì chúng ta tất cả đều phải ở đâu? Ở trong địa ngục đời đời, bị hình phạt đời đời trong hồ lửa. Nhưng mà bởi sự tha thứ của Chúa, tội lỗi chúng ta được xóa, được tha thứ, được hòa giải với Chúa, thì chúng ta được ở với Chúa trên thiên đàng. Và đó là một cái sự bình an. Quý ông bà chị em ơi, đôi khi chúng ta quên, chúng ta dễ quên con người, không hiểu sao Chúa tạo dựng, hay là bởi vì tội lỗi thì chúng ta dễ nhớ cái chuyện gì muốn nhớ mà quên những chuyện gì đáng nhớ, hay những chuyện gì không đáng nhớ thì chúng ta lại nhớ, mà chuyện gì đáng quên thì chúng ta lại nhớ. Nhớ người đó, cái ông đó, bà đó, ngày hôm đó bận đồ gì, nói cho tôi câu gì, tôi buồn lắm, tôi khóc 3 ngày 3 đêm. Nhớ. Đúng ra là chuyện đó cần phải quên. Nhưng mà chuyện đáng nhớ là nếu ngày hôm nay Chúa trở lại mà tôi và quý ông bà chị em không có đức tin nơi Chúa thì chúng ta không có được ở thiên đàng với Chúa. Cảm ơn Chúa, mục đích tin lành, chúng ta không cần phải thấy Chúa Giêsu mới có thể tin Chúa. Chúng ta không thể thấy Đấng Christ, cũng không thể xem Chúa làm nhiều phép lạ như Giăng đã chép, nhưng
Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Chúng ta học lời Chúa, quý vị ơi, đó là điều chúng ta, những thứ chúng ta đáng nhớ thì chúng ta quên, đúng không? Đó là lý do chúng ta phải học lời Chúa, dành thời gian đến trường Chúa Nhật, quý ông bà chị em ơi, dành thời gian học lời Chúa, thứ đến học Kinh Thánh tối thứ ba, tối thứ sáu. Tại sao phải học liên tục? Xin lỗi, chính tôi cũng vậy, mau quên. Và khi đọc Tin Lành Giăng, hãy đối diện với Chúa Giêsu, nhìn xem cách Chúa sống, lời Ngài phán, việc Ngài đã làm, mọi chứng cớ đều bày tỏ rằng Ngài là Đức Chúa Trời đã đến trong xác thịt, Ngài là cứu Chúa của nhân loại. Và Tin Lành Giăng nói rằng không phải Kinh Thánh cho chúng ta viết hết tất cả việc Chúa làm đâu, mà rất là nhiều điều khác nữa. Nhưng mà những việc đã viết cho chúng ta biết thì nếu chúng ta tin thì mang cho chúng ta sự sống đời đời. Để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Nhờ danh Ngài mà được sống. Chủ đề trong Tin Lành Giăng là Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Giăng đưa ra ba chứng cớ về luận điểm này: việc Chúa là con đường Ngài đi và lời Chúa phán. Do đó khi chúng ta thấy Chúa thi hành phép lạ, nhìn xem đời sống trọn vẹn Ngài giữa vòng kẻ thù địch, và nghe Ngài phán những lời kỳ diệu mà không một người nào khác có thể nói được, tất cả những ai nhìn, lắng nghe lời Ngài đều kết luận Ngài rằng Ngài là con người đặc biệt, không giống bất cứ một ai mà họ từng biết. Và khi ai nghe và tin Ngài, đời sống họ đều được thay đổi. Đời sống được thay đổi. Giăng không muốn viết Kinh Thánh như một cái tiểu sử, nhưng mà ông muốn viết Tin Lành Giăng để thay đổi cuộc đời nhiều người, trong đó có đời sống của tôi và Hội Thánh. Đó là lý do chúng ta học, tôi và Hội Thánh, tôi và cũng ban chấp hành, tất cả mọi người khuyến khích nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau. Làm gì quý vị? Hãy đọc lời Chúa mỗi ngày. Tại sao? Vì điều gì đáng nhớ thì không nhớ, mà đáng quên thì lại nhớ. Rõ ràng. Và sự sống là một sự chìa khóa được đề cập trong Phúc Âm Giăng, được nhắc tới 36 lần. Và Chúa Giêsu là Đấng ban cho tội nhân sự sống đời đời, một sự sống sung mãn. Và con đường duy nhất mà tôi và Hội Thánh là tội nhân phải chọn là tin nơi Chúa Giêsu. Cho nên sáng hôm nay có hai câu hỏi cho quý vị được nhắc, ta nhắc luôn. Chúng ta hôm nay đang sống trong quyền năng của Chúa Giêsu không? Có không? Có. Bằng đức tin, quý vị. Chúng ta không phải dựa vào cái công việc làm của chúng ta, sự dâng hiến hay một điều gì đó mà chúng ta nghĩ chúng ta làm cho Chúa. Nhưng mà chúng ta dựa vào đức tin nơi sự chết và sự sống lại của Chúa. Và thứ hai, bản thân tôi đã gặp Đấng Christ phục sinh chưa? Ngài đã thay đổi đời sống tôi chưa? Xin Chúa nhắc nhở tôi. Quý vị không cần phải xoay qua bên trái bên phải, không cần, không cần phải xoay qua người kia đấy. Không biết ông này có gặp Chúa chưa mà thấy đời sống kỳ quá. Không cần đi về nhà hết. Tôi nói cho ông biết trước nè, tôi vừa thấy Chúa sống trong lòng. Nhưng mà chúng ta giữ trong lòng, chúng ta nói là không phải như câu Kinh Thánh này, thì Chúa trở lại chúng ta phải trả lời cái công việc làm của chúng ta với Chúa. Đời sống của chúng ta, chúng ta có phải là những kẻ sợ hãi nhưng mà cảm ơn Chúa đã nên dạy dễ hay không? Chúng ta có phải là những người kẻ vô tín được ngồi trong nhà thờ của Chúa, hay là chúng ta những người trung tín thờ phụng Chúa, hay là chúng ta là những người đang sống trong sợ hãi vì Chúa Giêsu bị hành quyết như những môn đệ nhút nhát, nhưng mà chúng ta trở nên những người mạnh dạn, trở nên một sứ đồ, một môn đồ của Chúa được kêu gọi để đi ra giảng Tin Lành Chúa cho nhiều người. Nguyện xin Chúa quyền năng của Chúa phục sinh biến đổi cá nhân cho đến cộng đồng và cả xã hội. Chúng ta là xã hội trong 2000 năm qua thì tiếp tục biến đổi đời sống tôi và Hội Thánh trong những ngày tháng sắp tới. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta đồng chết con người cũ, sống lại bằng con người mới.
Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta cùng sống với Chúa. Và mỗi khi dự lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh, hay là mỗi khi chúng ta dự lễ tiệc thánh, thì mỗi công dân Chúa phải nhớ rằng chúng ta cần sống một đời sống mới cho Chúa. Vì Chúa đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Như câu gốc của chúng ta sẽ hôm nay, chúng ta hãy tin vào quyền năng Chúa Phục Sinh để Chúa biến đổi đời sống chúng ta. Xin Chúa chúng ta giúp ta tin quyền năng phục sinh của Chúa biến đổi đời sống chúng ta, và chúng ta có thể cầu nguyện, nâng đỡ, khích lệ những anh em đương sống trong sự sa ngã, sống trong sự sợ hãi, sống trong sự thiếu thốn về đời sống thuộc linh, để hồi đời sống họ được thay đổi cho Chúa. Xin Chúa giúp đỡ tôi và Hội Thánh để sáng hôm nay chúng ta có thể mạnh mẽ tuyên bố như Phaolô đã từng nói rằng: tôi đã bị đóng đinh nơi thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác này như chúng ta đang sống hiện nay, tức là tôi sống trong đức tin. Quý vị có sống trong đức tin hay không? Đức tin rằng của con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Quý vị có bao giờ yêu ai tới mức phó hay là hy sinh hay sẵn sàng chết cho người đó hay không? Chúng ta chưa cần phải trả lời câu hỏi đó, mà chúng ta đã biết rằng Chúa, chính Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta chết chính Ngài vì ta. Vì xin Chúa giúp đỡ chúng ta, như lời Chúa nói: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không tin con thì chẳng thấy sự sống đời. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên con. Chúng ta đang sống trong quyền năng của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã thật sự tin nhận Chúa rồi. Cảm ơn Chúa, amen. Nhưng mà giữa chúng ta, ông bà anh chị em chúng ta hỏi đây, có ai thật sự chưa bao giờ nhận lấy quyền năng phục sinh của Chúa hay? Nếu quý vị chưa, xin nói riêng cho tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị thật sự nhận lấy quyền năng của sự sống, quyền năng phục sinh của Chúa, và bằng đức tin để chúng ta được ở trong thiên đàng bình hiển của Chúa. Amen. Kính mời Thánh chúng ta bằng tiếng lên. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Hãy Chúa kính yêu của con, cảm ơn Chúa sáng hôm nay lời Chúa thật sự là giàu có, đầy đủ, dư dật cho mọi đời sống của chúng con. Nhiều ý nghĩa chúng con có thể nhận được sáng hôm nay trong kinh thánh ngắn ngủi này. Nhưng mà Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con đừng sợ hãi, đừng đóng cửa, đừng tuyệt vọng. Nhưng mà chúng con có một hy vọng sống nơi Chúa, hy vọng trong Chúa phục sinh. Xin giúp đỡ chúng con dạn dĩ, mạnh mẽ, trung tín, hầu việc Chúa hết lòng. Và xin biến đổi của đời sống của chúng con từ những kẻ chết trong thuộc linh, chết trong đời sống này, chúng con trở nên sống một cách mạnh mẽ, được biến hóa, được đổi mới, được phục hưng, để làm những sứ giả rao tin lành bình an cho nhiều người, đặc biệt là cho thân bạn quý thuộc chúng con, là những người đương sống trong tuyệt vọng, sống trong đau khổ, hay là những điều gì này điều kia mà họ không còn ở trong nhà Chúa nữa. Ôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót, đem nhiều người trong gia đình chúng con, những người chưa tin, những người chưa biết Chúa, họ trở lại tin nhận Chúa và sống với chúng con trong thiên đàng vinh hiển của Chúa đời đời với Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con dâng hết mọi sự trong bàn tay thánh của Chúa, và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời thánh đọc.